Rồi. Hello bạn, hôm nay mình sẽ quay về Aromen. Lego Aromen màu vàng. Màu vàng bi. Lắp ráp rồi không biết nó thành con gì luôn, giống yêu quái quá. Yêu quái hành tinh ghê. Lego. Rồi quay. Tháo dỡ cái này đi quay. Tháo dỡ xe cảnh sát cái đi. Đi. Mình làm khác. Sao tháo được? Ba cầm quay rồi. Tháo dỡ hết ra. Shot. Rồi làm gì đây? Làm cái súng à? Súng gì? Súng lục. Súng lục gì? Súng lục bắn zombie. Bắn khủng khiếp gì? Cái này quá cứng luôn nha. Tháo tiếp nha. Này lên đi coi. Tiếp coi. Quanh nhà tù này, xe tù này, xe cảnh sát này cứng quá. Ai bị gắn cứng? Mày cứng vậy? Nè, xe tù ha, xe cảnh sát không? 6 bánh luôn nè. Chở này khoảng 100 tên tù mà cũng không bị thương gì đó. 100 tên tù luôn đó. Học hết luôn. Ủa gắn được ta? Gắn gì quen đâu rồi? Mẹ, gắn cái nền trước hay gắn kia sao? Mẹ, gắn cái nền. Ủa, mình vô hãy rồi. Ồ, còn cái sườn xe. Còn cái sườn xe ăn hạt trung đi cho. Xe này chả đã không em, nhỉnh càng rồi em. Xong chưa? Ồ. Tới tiếp theo là cái gì ta? Chưa. Rồi ok. Hello. Bắt đầu. Mình sẽ quay về. Quay về con gì quay? Quay xếp gì ạ? À? Aquaman. Aquaman màu. Màu vàng. Màu vàng. Vàng như cái. Lỗ đen. Lỗ đen. Ủa cha, Aquaman cũng có Aquaman màu vàng. Không có, ông đem màu đỏ mà. Có. Gì hả không biết. Rồi bắt đầu Nguyên làm cái đó phải không? Làm cái vũ khí để đập Iron Man của Nguyên luôn. Vũ khí gì để đập được Iron Man Nguyên đây? Làm cái cây này đi. Đập vô mặt của Iron Man Nguyên luôn. Làm cái bàn chải đánh răng. Làm cái bàn chải đập vô mặt luôn. Một cái. Hai cái. Ba cái. Tốc độ siêu tốc Nguyên nhìn tốc độ anh nào Nguyên. Ba nè. Này là phan là giống cái gì đây không biết, quên nữa rồi. Quay. Giống con quay mà. Giống gì vậy ta? Nè giống con quay nè. Con đâu? Ủa cái này có lộn này có ba mà. À quên. Chưa. Được coi. Con gắt ừ gì đó, lên lớp nữa. Ừ. Cái đó làm trong chưa, gắt gì đâu rồi đó. Chưa. Nhanh tay lên coi. Nhanh tay lên nào bạn ơi. Nhanh tay lên nào bạn ơi. Nhanh tay lên. Nhanh tay lên. Nguyên nó sắp xong robot rồi. Nguyên sắp xong robot rồi. Nhanh vậy? Chơi ăn gian hả? Nhanh vậy? Sao chơi lại? Ủa? À đây. Ở đây nhắn vô đây nữa. Rồi anh xong bàn tay. Làm mấy cái cần tay nữa ra. Kiếm đồ rồi. Yeah, yeah, đâu được không em? Này cái đầu hả? Đầu. Cái đầu con mắt hả? Ồ, đâu? Đây, đây, coi. Ờ, con yêu men vàng. Yêu men vàng, yêu men vàng vô đây nè, vô. Vô, vô. Đập vô mặt nè. Chiến đấu với anh hả? Cào 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 cưng luôn. Rồi anh gắn thêm cái này nữa. Cái xe vẫn làm bằng chân đi chắc. Ủa làm bằng chân đó hả? Bằng chân. Nha. Ừ. Thấy chưa? Này. Làm chưa? Con làm đi. Con làm nha. Ừ. Kìa. Chút ra làm gì nữa? Năm này cái sẻn quá không ơi. Làm lát giống cái sẻn rồi. Thôi làm cái sẻn luôn đi. Mất cự quá. Làm cái thành cái sẻn luôn rồi. Cái sẻn này nó mà sẻn trong phim gì vậy? Chơi game á. Game gì? Game mà có cái sẻn gì là bờ hấp gì đó. Bờ hấp? Không biết, không nhớ nữa. Hấp. Xanh vô. Đó ba miếng phải nha. Hả? Dạ, xong nè. Ôi, làm cái sẻn luôn rồi. Quay quay thành cái sẻn, cây sẻn là cây sẻn. Tiếp theo là làm cái này. Quay quay cái không biết cái gì. Giật, 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 cầu nguyên ơi.
hết vui. Để là thiếu vậy một cái, cần phải nâng cấp lên nó cao một tí em nói này mới được. Nâng cấp lên xíu nữa. 1, 2. Oh yeah. Đâu em được coi, lấy màn hình đâu em. Cái này là cái tay. Cái súng. Gì ta? Có chuyện lộn lộn nhẹ đó Nguyên à. Con làm cái gì lộn nhẹ nhẹ đó. Lỡ sửa lại đi. Mà làm xong cái kiếm rồi đó. Mà cái sẻng đi kiếm gì? Này cái sẻng. Oh yeah. Đó. Đẹp. Đẹp. Xăng xăng xăng. Ra cho Quang, đẹp cho Quang. Chưa gắn này nữa, gắn này cho đẹp cái nữa. Tiếp theo là làm của mình đi nha. Ừ. Bà làm được cái sẻng trong bờ hấp vũ khí chiến đấu. Cái gì? Này sao? Gỡ ra hết hay gì? Nè. 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 Gỡ này không? Này căng à. Thích gạch rồi. Dùng thiên nhai thằng miệng mới được. À dạ, cái răng cắn đứt mình ơi. Cứng quá rồi. Dùng super thằng miệng, thằng nhỏ mà cũng không xa được nó nữa. Rồi bắt đầu làm cái sẻng này còn có tay cầm nữa. Đẹp rồi đấy. Ừ. Yeah, Nguyên hay quá. Cái nó con không làm được mà. Nguyên giỏi quá. Làm được luôn hả? Làm xong luôn hả? Rồi xong chưa? Chiến đấu với bà nè. Chưa. Dính kẹt tiền tiền tiền. Chưa nha. Chém một cái là rớt luôn nghe Nguyên. Nè, nhắm cái sẻng dít nè Nguyên. Xăng xăng. Ủa vô. Đi nè. Đưa coi, đưa Quang, đưa Quang, đưa Quang. Quay coi. Đi nè. Uống buông tay ra, buông tay ra. Buông tay ra đi. Buông tay ra. Ai có chặt cái đầu nữa rồi trời. Đưa coi, đưa cái đầu ra chặt cái coi. Đụng cái xẻng của anh hả? Làm cái đồ để cây cái xẻng lên. Làm sao cây cái xẻng lên coi. Này có đồ này nè, làm cái đế ngon lành, ngon lành. Quýt chan này chan rớt cái đầu đó không em? Đẹp đầu nhiên mà nó rất là đẹp. Này thiết kế làm rất là đẹp Nguyên ơi. Em suy nghĩ làm Iron Man không phải chứ. Ừ. Gắn vào đây nữa. Tuyệt vời. Ông mặt trời. Tuyệt vời ông mặt trời. Rồi cái đấy để cây dao vô cây cây xà beng vô đó Nguyên. Ngầu chưa. Dao là ai cha? Là ai cha? Đây đây nè. Xét vô đây nè. Làm công á phải không? Nó cầm cái này. Nó làm như nào? Làm đi vô vô. Đấy. Con gì? Kinh công hả? Dạ. Kinh công Oshila. Ừ. Ta là vua đây. Ta là vua kinh công đây. Chiến đấu với con nè. Axila. Gót gì là? Cha của Axila. Là vua boss. Ừ. Chăng chăng chăng. Rồi mượn ra Nguyên. Phải chém cái này coi. Hãy. Hey. Xuất hiện chứ. Hãy. Hey. Chăng 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 chăng. Rồi kiếm cái vũ khí này. Chiến đấu với cái này Nguyên. Làm cái gì để chiến đấu với cây xà bèn này coi. Sẻng hả? Xà bèn. Cái sẻng này coi. Tưởng sẻng. Tưởng sẻng. Chỉ giá cây này nặng khoảng 500 kg. 500 kg mà người ta cầm được mình 500 kg vậy. 500 kg, khoảng 500 kg. Này các bạn, mình 500 kg này sao? Ừ. Này đập, gói vậy luôn. Ai, 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 ai. Cái gõ không ơi? Gõ gì? Xong chưa? Chưa. Làm vũ khí đi. Bích.
Bình tên 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 không thể làm vũ khí. Đây này, đập này được nè. Đập này được nè, con đập nè, nhìn nè. Ngồi ngồi lên đi. Không phải đập cái đó gãy. Rồi gãy luôn. Đập cái này nè. Rồi gãy luôn. Rồi gãy luôn cây xà beng. Xà beng cu cà beng. Xà beng đã bị gãy rồi các bác ơi. Hàng lại hết tè 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 lấy đồ hàng hàng xà beng lại con Nguyên. Chích tè. Chích hàng xà beng lại. Rồi, hàng xong rồi. Cái này nhìn giống cái gì ta? Không này làm cái này nè. Ừ. Nhìn con này nha. Làm gì vậy? Nè, cho thử tấm này coi. Hít. Chặt vòng hai liền. Hít. 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 Chặt á. Chặt không được. Này nó nguyên khối này lật ngược lên coi. Lật ngược lên chặt lại không? Không được mày ơi. Thôi à, đầu hàng. Thấy cái nhỏ dữ chưa? Nhẹ vô, chém tấm lộc. Chăng chăng nhẹ thôi. Chăng 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 chung chăng chăng tung. Rồi gấp cái đầu ra, nguyên hùa. Cầm lại, cho con chặt trước nè. Hùa chưa, hùa chưa, hùa chưa. Đó con gì là nguyên cái khối chém vậy? Chém được. Đưa cái đẩy xuống chém nè coi. Đặt lên. Mẹ kê gì nè chém cho coi. Gì nè. Ghê chưa? Còn cái gì nè? Mua tô màu. Các bạn rồi, kết thúc video đi Nguyên. Các bạn nhớ like, share, lúc ký. Ở nhận cây xà beng của mình nha bạn. Xong chưa? Rồi mạnh lên. Thu dọn đồ chơi Lego và Hùng. Một công trình rất cực khổ, tốn thời gian. Đó chơi ra không bắt nhỏ gì luôn. Nhỏ hay nhỏ chơi nhờ vô. Mạnh mẽ lên coi. Leo lên đi, leo lên trên kia. Leo lên các bạn á. Ừ. Ừ, kinh công cào robot, cào đồ chơi vô. Cha là quỷ vua. Vua kinh công. Ừ. Em làm cho tiếp cho. Mày quay cái ham chơi chứ thôi. Chơi làm mắt nhỏ đi. Ngồi lên xích đẳng. Không. Không cho ngoan. Chưa.